cứ vay tiền xong là mất luôn cả tiền lẫn bạn, đúng không các bạn? Chắc là rất nhiều người sẽ gặp những cái tình trạng như thế này. Ngày xưa mình lúc gặp khó khăn, mình vay tiền bạn bè mình xong mình cũng trốn mất, thế là bạn mình cũng mất cả mình cũng mất cả bạn, bạn mình còn mất cả tiền. Rất may là sau này mình làm lại được thì mình đã trả lại mọi người. Mình chỉ lấy một cái ví dụ là trong chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Thì ngày xưa mình cũng mang cái tư tưởng đấy, khi mình có điều kiện hơn mình hãy giúp đỡ mọi người. Và đúng như cái kịch bản mình vừa nói, mình cho vay khoản nào thì hầu như là mất. Có những người bạn thì cực kỳ chất lượng thì thôi không nói, nhưng mà mất rất nhiều các bạn ạ. Những người mình dễ cho vay quá, những người mình không hiểu hết được cái con người, cũng như là mình quyết định cho họ vay quá nhanh. Thì chỉ cần nghĩ là họ khó khăn cái là cho vay, nhưng không nghĩ là họ đang dùng cái tiền đấy của mình không đúng mục đích chẳng hạn. Đơn giản có thể là phục vụ cái cuộc sống vui chơi xa đoạn của các bạn ấy. Vậy nên là gì ạ? Chúng ta nên hạn chế cho vay. Tốt nhất là gì ạ? Trong cuộc chơi, trong mọi thứ của chúng ta thì không nên cho nhau vay tiền. Vay nó phải rõ, nó phải đủ, nó phải một cái gì đấy mà thật sự các bạn thấy cần thiết lắm thì chúng ta mới hỗ trợ nhau. Còn những cái việc đơn giản trong cuộc sống, những cái việc mà chúng ta có thể đánh giá được là bạn đấy nếu mà là một người ok thì những cái việc đấy các bạn ấy phải xử lý được rồi, không cần phải đến chúng ta. Đó, đấy là cái sự thông minh của chúng ta. Và bản thân mình cũng rút kinh nghiệm từng ngày, từng giờ, từng phút một, đó chính là phải lọc được cái người mà chúng ta có thể cho vay khi khó khăn hay không. Còn không có thì tốt nhất các bạn là không nên cho vay, mất luôn cả bạn và mất luôn cả tiền luôn. Đấy, chán đúng không? Bài học rút ra là gì ạ? Vẫn cho vay nhưng vay thông minh hơn, vay người thật sự cần và dùng cái đồng tiền của mình thật sự tạo ra giá trị các bạn nhé.